với chủ đề Phú Yên, điểm đến hấp dẫn và thân thiện, tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2023 đã khai mạc vào tối qua và sẽ diễn ra trong 7 ngày đến ngày 7 tháng 4, chủ yếu tại thành phố Tuy Hòa. Các hoạt động chính diễn ra gồm liên quan các ban nhạc, nhóm nhạc trong và ngoài tỉnh, hội chợ ẩm thực và đặc sản Phú Yên, giới thiệu các ca khúc về Tuy Hòa, giới thiệu các món ăn ngon Tuy Hòa, trình diễn nghệ thuật bài chòi, liên quan văn hóa thể thao các dân tộc miền núi, thi nhảy TikTok dance, vân vân. Phú Yên có nhiều danh lam thắng cảnh như Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài, Bảy Môn, Mũi Điện là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong nước lẫn quốc tế. Thông qua sự kiện Tuần văn hóa du lịch, tỉnh Phú Yên mong muốn giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư và góp phần khôi phục kích cầu cho du lịch năm nay.